cô, xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Hiện tại Ngọc với chị Ngân đang ở Hàn Quốc nè mọi người. Chuyến đi Hàn Quốc được bữa nay là có Ngọc với chị Ngân với anh Bảo với Chay Vincent Bali với lại một người bạn của Ngọc là Bon với lại Kem. Mẹ Ngọc với ba Ngọc thì không có đi, ba mẹ ở nhà. Hôm nay là mấy chị em sẽ dẫn mọi người cùng đi Hàn Quốc nè. Thứ nhất là du lịch ha. Rồi mình đây là cũng là lần đầu tiên Ngọc đi Hàn Quốc luôn. Rồi cũng chưa biết gì nhiều về Hàn Quốc thì mình sẽ đi và review cho tất cả mọi người cùng xem từ cái nhà hàng tới giá cả để sau này nếu mà tất cả mọi người mà có đi Hàn Quốc chơi đó thì mình cũng có một cái idea gì đó về cái Hàn Quốc thì sao làm sao để cho mình dễ đi hơn ha. Bay gần 5 tiếng đồng hồ thì mình qua tới đây bây giờ đang đứng ở cái cây ATM này để đổi tiền tại vì cũng chưa có đổi tiền ở ở Việt Nam đem qua nên là phải đứng đây, nhưng mà cũng dễ lắm, đổi cũng dễ. Cái cây ATM này thì mình có thể đem tiền Việt Nam mình thẳng mình đổi ra qua đây luôn là mọi người, hoặc là đem tiền Mỹ hoặc là bất cứ tiền gì mình cứ bỏ vô cái máy cái bắt đầu nó sẽ ra tiền Hàn Quốc cho mình, dễ lắm, nhanh gọn lẹ, miễn mình đọc được tiếng Anh đó, đọc được sơ sơ chữ tiếng Anh đó, bắt đầu là mình cứ làm theo hướng dẫn là người ta chỉ mình. Đây đang đứng chờ nè kìa, ở sân bay Incheon. Bon bạn Ngọc nè, đây là hành lý, chút nữa là về cái khách sạn Airbnb Ngọc thuê. Sân bay giờ này cũng vắng giống ở đông, thường thường là mình quá cảnh ở Hàn Quốc thôi chứ mình đâu có đi ra ngoài Hàn Quốc đây gì chứ. Rồi sau một hồi tìm kiếm mấy anh chị em mới mua được một cái thẻ để mình đi tàu điện ngầm, thì mình đi lên trên đó, đây nè, đây cái thẻ nè đó, người lớn là mình trả theo người lớn mà con nít thì mình trả theo con nít, dưới 6 tuổi thì không có cần phải trả tiền. Rồi cái bốn vậy là mình mua bốn vé người lớn với một vé con nít là bằng 22.000 won, là bằng nhiêu tiền Việt Nam Bảo? Bảo 22.000 won là nhiêu tiền? 220.000 à? Một won là nhiêu không? 10.000 won là 200.000 hả? Một won là 20.000 mà 22.000 won, vậy là trăm mấy chục ngàn đó hả? Một won là 20.000. Vậy 22.000 won là 400 mấy chục ngàn hả? 400 mấy chục ngàn. Là bây giờ mình sẽ đi từ cái sân bay Incheon này đi cho tới cái trạm dừng chân của Seoul. Đó là đi cái chừng 40 phút. Rồi bây giờ mình lên tới tàu điện ngầm rồi, có một cái chỗ để chỉ cho mình có để hành lý của mình. Thôi chạy với Bali với bên sân đằng kia cho ông bà cô chú này, ngay bên đảo này. Cái này đi là quán gà đó nha mọi người nha, thật sự qua lần đầu tiên đi là hơi quán gà. Không biết cái gì ra cái gì. Đây cho mọi người xem cái hệ thống tàu điện ngầm ở Hàn Quốc ha. Anh Bảo đang giữ bốn đứa kia. Đi ra khỏi trạm ra xong rồi cái hả, đi chỗ nào bây giờ cũng quá trễ cho anh ta mở cửa rồi. Gần 11 giờ đêm rồi nên là đi vô tiệm 7-Eleven này nè. Mua một mớ đồ ăn luôn cả nhà. Đây nè, mua cái này nè, sữa dâu nè. Một hốt mớ sữa dâu. Hốt mớ sữa cái này là như chắc sữa chuối gì á. Mua mì tương đen nữa nè. Rồi còn thêm mấy cái trứng ta luộc rồi á. Trứng ta luộc rồi nè. Hãy mua rồi. Về ăn đại đi chứ còn bây giờ nhà hàng nhà đồ không mở cửa rồi. Đuối quá rồi, kiếm không ra luôn. Thôi tá quả, thật đúng đi đây là đúng tá quả. Chị Ngân kêu anh lấy thêm này không? Chút nữa thôi, tụi nó dành vô ăn gà cái là đố meo hết trơn. Ba cái này mì tương đen hả? Mì tương đen hả? Em mua hai chai nước nữa đi. Không, cái này là cái gì vậy? Cái này mà không biết tiếng Hàn là chắc là luôn á. Rồi xăm dắt, xăm nè, xăm mang xăm gói nè, xăm 6 tuổi. Nước cam nữa nè. Trời ơi, con chay con mua kẹo của mình con rồi, con mua không có cho ai hết trơn vậy. Cà Bảo lấy mấy đôi đũa, cà Bảo kìa, người ta có để đũa kìa. Là mình được lấy đũa đó. Để về nhà mình không có đũa thì sao? Nên là lấy đũa đi. Tội ghê. Trời ơi. Chay. Chay thấy Hàn Quốc làm sao chay? Hàn Quốc làm sao? Gì kỳ vậy? Sao vậy? Không có đồ gì ăn hết trơn à?
Xa quá phải không? Đi xa quá phải không? Chà cái này. Thì gần là gần hơn Mỹ. Chứ mẹ đâu có nói là gần là người dữ dằn đâu. Thôi ấy xong rồi đi lên taxi mà nay nó về. Ồ bán thuốc lá kìa Bảo kìa. Thì cái hình ảnh thuốc lá này đáng sợ thiệt chứ. Nhìn gì mà quá trời vậy. Nhiêu tiền à? cỡ nhiêu tiền bảo? 92.000 nhân đô lên là 180.000. Gần 2 triệu à? Vừa bước ra khỏi là mưa luôn mọi người, mưa nè tầm tã, đứng bắt taxi cũng khó khăn nữa, phải bắt hai chiếc lần, bắt hai chiếc luôn bảo. Giờ ai đi trước ra trước ha, vô đi, mấy đường nít thì vô trước nè, đi vô taxi con, đi lẹ lên. Trời ơi, còn giờ còn chơi vòng tay nữa. Chia hai phe đi. Wow, trời đất ơi, xe taxi chở lội bộ lên, rồi xe taxi cuối cùng bị bắt ở đó luôn rồi. Lên không nổi, đây, bong ra, giúp, từ từ, tao nói trượt té là cái mệt, cái bong đây. Đây. Từ từ thôi. Ủa sao ngày cao dữ vậy? Ừ, trời đất ơi. Xe taxi chở tới cái này mà người ta lên không được nữa, tại vì trên này hình như giống như nhảy như lội đồi lội dốc vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á trời. Ôi. Đây cái căn nhà Ngọc thuê đây cả nhà. Anh bảo chị Ngân đi xe trước. Ngọc với anh Bon, trời ơi, ngồi mắc kẹt. Rồi. Wow. Sao nhà cửa sao rồi? Nhà cố biết tao đi. Đây. Đây phòng bếp đây hả? Trời ơi, lo nấu đồ. Ôi, Ngọc chưa bao giờ có một trải nghiệm như thế này. Mẹ ăn đi. Không mẹ không ăn đâu. Hiểu. Thôi quay nhà trong bà cô chú coi. Tổng cộng 6 giường tầng hả? À này nhà vệ sinh nè. Vệ sinh tắm rửa nè. Đóng cửa lại luôn chưa? Trời ơi. Thôi thì lên lầu luôn không? Có lầu luôn hả? Cái này có phòng mà. Có một cái của mình này mày là sao? Cái gì? Cái ghim đòn á. Ừ. Đặt để đâu cho mình mượn ghim hết đi. Ở trong cái ba lô Ngọc á. Trong ba lô Ngọc á. Wow. Nó cao đi cấp nhà luôn rồi nè. Mở đèn lên đây. Mẹ Ngọc ơi. Mưa thiệt chứ. Thôi 12 giờ đêm đó. Ở đâu? Đúng 12 giờ đêm đó. Thì đó gì chờ từ vô chọn phòng. Ở bên đây cũng có luôn nè. Bảo ở túi ngoài, ở ngoài. Mở ra. Thì tự nhiên tụi bay đi vô đây tập gym chi vậy? Ủa? Cất vô nghe. Nó khỏe mưa nè. Trời ơi. Sáng rồi, sáng giờ chưa mệt phải không? Trời ơi. Ôi giời. Một điều nữa là hả, tìm cái chui điện mà để tại vì khi đi qua đây mình phải xài cái chui điện mà chui mà ổ tròn mới được. Thì mua được có một chui một. Cuối cùng anh Nhật anh đi kiếm anh sao mà anh mua được có một cái một. Còn Bon kiếm không ra luôn, bạn Ngọc kiếm không ra luôn. Mà rốt cuộc nó được sạc gì? Tròn nè. Tròn á. Thử Bon, lấy cái của Bon ra coi Bon. Em làm một giờ bấm lại không biết nữa. Thì cái chân 11:30 12 giờ đêm phải nha. Rồi có ly nước gì không? Có ly nước, có rót nước đâu uống kìa. Ly đây. À mà nãy mua được cái đùi gà nè ông bà cô chú, con cái một mà đùi gà nữa nè. Cái này là mì gói này thì không còn gì lạ nữa. Hồi sáng giờ nội tìm mì gói cho tới bài.
tiền mì gói với ba cái tiền sữa dùng ở đây không 4 triệu bạc. Mẹ chia ra. Để ăn mì không nó mà 4 triệu đó chứ. Rồi, không có rồi. Rồi cái nào cũng được hết. Rồi. Cái nào sáng dạng mì gói không luôn á mọi người. Nè, lô gà đây kem. Chia làm đôi, chia làm đôi. Cắt ra. Cắt ra chia làm đôi không được cắn nha, không được cắn nha. Mẹ ơi, nó hay bỏ quên hai lại đây. Ờ bởi vậy. Cắt ra nè. Mà quên biết gì không? Gì? Nãy quên cái này mà quên cái giấy của em nè. Con nốt cà. Năm đó có không? Biết có không biết không? Cái giấy không? Muốn uống sữa này thôi. Hên là mình mua thêm hai chai nước rồi không ra chai nước mà là. Chứ sao không nhà đâu có nước là bao? Không có nước là đuối đơ rồi đó. Rồi em đi. Có pizza nữa nè. Pizza nữa. Nè xin vô đây này, vô. Kem, này con. Cắt ra xé ra. Thôi vậy được rồi, ăn đi ăn đi. Nè ba ly nè con. Rồi, ăn đi. Nói pizza này là pizza microwave hay sao á? Ăn 10 nghìn trộn với mấy ta. Không em thấy nè, anh nhìn cái hình đó nè. Mẹ cho miếng nước mẹ ơi. Nè miếng nước nè. Nói nghe nè, bây giờ có ai phát biểu cho mẹ nghe là đất nước Hàn Quốc là mấy con cảm nhận như thế nào chưa? Không. Rồi sao? Có nước Hàn Quốc rất là ngon luôn. Chị có thấy cái không tổng cộng là 60 cân. À đang nói gì nhà hả? 60 cân. Đang nói gì nhà hả? Cái nhà này nó đẹp hết tôn luôn. Rồi ok, kem thấy sao kem? Lạnh hả? Nó không muốn lạnh hả? Chay Hàn Quốc thì sao chay? Là sao? Có nghĩa là sao? Tôi nghĩ là em nói em trai không thích Hàn Quốc. Em trai không vui. Chưa, phát giấy là do mình mua cho bắt mớ gì. Phát giấy không có gì hết chứ. Rồi giờ mày ngọc uống cái này thử coi. Khăn giấy đâu có mua khăn giấy đâu. Cái này là sữa chuối. Giỏi, chúng nó mỗi đứa uống chai sữa chuối đi ngủ. Là cái chai xe chỗ này xa hơn cái chỗ ngày xưa tao với mình ngỡ quá xa luôn. Ủa chứ ai biết đâu. Không bảo nghe là bảy nha. Bảo cái thành phố còn đặt là thành phố trẻ. Nhiều. Bảo thấy bây giờ tới giờ cũng còn mở cửa không? Ở ngoài đó mấy bạn trẻ còn mở cửa kìa. Còn cái chỗ bảo đặt là cái chỗ đó cái chỗ gần cái chỗ tạm địa. Còn chỗ còn là thành phố trẻ. À, thành phố tôi rất đó, giờ ra muốn ra nhậu ra được á. Đúng, chính xác, giờ ra nhậu ra được đó. Ngược lại bây giờ biết gì không? Nhỏ ra chị nhiều dữ vậy. Ủa là tính ra mì này mì gì? Nhiều quá, cái khô lắm. Tính ra mì này mì gì? Không biết, ăn đại đi chứ giờ chịu quá. Không biết cái bao của nó đâu, chị bỏ ra. Không, cái này mì nước thôi, mì nước. Trời ơi, sáng giờ ăn mấy. Quay con đi mì nhậu. Ồ, đúng rồi. Còn mấy cây xúc xích đi Việt Nam mình á. Ở trong cái mình lấy cái này. Ở trong cái bịch màu xanh á. Mấy cây xúc xích mua trên máy bay á. Ông bà chú ơi, bà chú. Rồi đây nè. Ông bà chú ơi không người cái Hàn Quốc đó. Ngon ghê. Sữa 10 điểm 100 điểm vì nước ngon. À gà Hàn Quốc ngon hả? Trứng gà thì mới mua đó. 100 điểm vì cái Hàn Quốc này nó ngon. Gà nó ngon. Rồi, đó, ăn đi kem. Ăn đi, anh bảo đói ăn trước đi, em pha mì nè. Nói giờ này là ai cũng rụt rời chứ. Em bảo chưa? Bữa này là ăn đỡ hết luôn. Mẹ ơi, con nghĩ được không tại con ăn. Tụi con ăn nhớ thôi chưa? Mình ăn cho tiền cho. Kem ăn chúng ta không? Kem ăn mì ngon. Không bảo chưa? Sáng này á, con ở nhà con đi xuống bay á. Cái giờ bọn bé xuống bay nó lâu quá. À, tối hồi chết luôn á. Mẹ ơi, mẹ con ăn mấy gì đặt con đến con ăn gà thuốc. Ủa lên đây, ăn nữa đi. Xong rồi con cảm thấy càng quất nó lạnh. Sau đó con xuống sân bay rồi. Trời ơi, một xuống sân bay rồi. Thì con đi ăn quất. Ôi con đi. Tối lắm. Chưa từng thấy cái nào. Khi em tới là quất gọi là con Dinh mới về nhà khách sạn. Nhà khách sạn này đẹp ghê luôn á. Mẹ con mà nó chồng cái cây mất ở đây là bạn ăn ở trên nó nhiều quá đúng nè
Hả? Thôi, ở trên này nhiều quá. Cái này nhiều quá. Cái này nó nhiều. Em rửa tay đi, em vô mang gà tiếp cho mẹ. Nhanh lên. Cái trứng gà này nè, mới vừa mua trong cái tiệm 7-Eleven á. Mà sao không đặt nó nhìn cái trứng gà màu lạ. Màu gì vậy? Đây nè. Mẹ Ngọc ơi, mẹ Ngọc cho mượn cái quả trứng gà. Ngon mẹ Ngọc. Ngon mẹ Ngọc ơi. Lạc kìa. Lạc lạc cho ăn thử miếng ơi. Mẹ Ngọc ơi, chẳng sợ. Ăn thử ạ. Ăn một review nữa. Khổ. Ăn thử. Hồi nãy mẹ Ngọc đó nghe càng, bây giờ ăn thử coi cái trứng này nè, nó kỳ lạ. Gì? Con rồi sao? Thấy sao? Nó mà đúng thì ngang ngang gì đâu. Rồi, thì muốn thuốc. 1, 2, 3, 2, 3, mì dở quá không? Mì dở quá không? Mì tím đen đấy hả? Mì ngon lắm. Mẹ đâu ở Hàn Quốc rồi. Trời ơi luôn hả? Ê bên sân có thần tượng Hàn Quốc quá nè. Mẹ thử đi. Gì đâu nghe cái tên 100 điểm vì cái Hàn Quốc này trứng. Mẹ cái trứng thì lạ. Ăn con muốn cứ ngạc ngạc rồi đỡ cái kêu ngạc ngạc. Không ạ, mời chú ơi. Cam nè, em nói cam nè. Đúng rồi, cho mì tương đen Hàn Quốc rồi ăn được sao? Cam nè, qua đây. Vậy cho xin để sống ở Hàn Quốc luôn đi. Ừ đúng rồi đó, để bên sân về chờ để lại cái Hàn Quốc này. Cho nó chơi thử cái nước cam của Hàn Quốc coi. Đây là cam của Hàn Quốc luôn nè. Đó. Đúng rồi. Nếu được Ngọc à, uống nữa rồi. Uống nữa đi. Sao? Ngon nữa là cho ở đây luôn á. Cái nước cây này cũng có lạc lạc. Nhưng mà ủa hai đứa kia nó ăn gì hả? Hai đứa kia phải ép. Ép xong mới ăn. Mời cả nhà nha. Thấy không biết hình mì gì nhưng mà thấy hình là nó nghe nè, khi mà đi taxi á là phải để cái chữ mà chị chữ tiếng Hàn chứ còn mà cái chữ cái tiếng mà của dịch tiếng Anh là người ta lái taxi tao không hiểu. Rồi mấy chú lái taxi là không có nói tiếng Anh luôn. Ờ đúng rồi, ở đây để rất ít người biết tiếng Anh, nói tiếng Hàn cùng. Mà cái bản chỉ dẫn nó đã để tiếng Anh mà. Những lúc này thấy phục anh bảo lên chơi lên tàu điện ngầm nó được tiếng Anh. Quá luôn, bảo nãy xe location nhé. Táo lạ bữa nay là một bữa táo lạ từ lâu luôn. Thôi chứ mình cũng đi lò rồi, mọi người đi ở đây cũng 5-7 bữa. Nhưng mà nói trước 3-4 năm rồi mới đi lại, bây giờ cũng quên hết trơn. Thôi chúng ta. Thôi khi mình nói thì ở Việt Nam mình đó mà. Mà có một cái điều gì chỗ nào mà mình đã đi một hai lần mà lâu thiệt là lâu mình không đi lại mình còn nhiều quên chứ đừng nói như một đất nước xa lạ. Rồi đủ calorie rồi đó, nửa cái mì, cái trứng. Tấm tấm rồi. Nửa cái cùng tắm chắc không nổi rồi, từ buổi sáng bánh này ngon à, bánh này rất là ngon. Bánh này chắc có bơ rồi. Ừ, trứng gì hai vậy đừng ăn nữa. Cái gì vậy? Cái trứng này giống kiểu luộc xong để lâu sao nó trong trong đâu có ai ép đâu, không mệt đấy đúng không, đi xe đúng không, nãy ông đó chạy xe nó ghê quá. Ổng lên dốc đâu, ổng xuống dốc rồi ổng kêu. Còn trong miệng ngã ra đi. Lên dốc xong rồi cái thắng lại để bắt mình đi xuống. Trời đất ơi, rung rồi. Ông kêu là ông đi thẳng luôn. Ông đi chúng ta quá là ông chạy thẳng luôn, lên tới cái miếng dốc này nè. Ổng dừng. Đã, mình ngon, mình ngon. Biết. Mình theo cái review uống xịn ngon. Review không có chân thật nào hết. Học trứng ngon lắm, cắn không biết. Trứng ngon lắm nghe mà chú không cắn miếng mà. Con chơi cho nó tụt năng lượng quá. Tụt cái bụng đó cái mày giữ ra này rồi ăn rồi đâu ăn đó được à. Giảm đi được à. Chú ba anh kia ăn có chút xíu là tập dục rồi kìa. Nhìn em. Ủa cái giống là ngã quạng mốt mà mai xuống đi xuống mà bây giờ đi xuống đi. Ủa nó chạy là lộn mèo á. Mà đi xuống để kiếm đất kia là đi xuống dưới túc chứ đâu phải ấy đâu. Mà anh bảo đi. Thấy nhà sập sình ấy, mày thấy tao chọn nhà tốt quá. Tới chừng mà quẹo hẻm mình thấy tao chọn thử rẻ. Này bước xuống một hồi nãy á, tao tưởng là mình còn đi thuốc lên trên kia nữa kìa, mấy cái bậc thang đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi tưởng cái nhà này nằm thuốc lên trên đó luôn. Trời, mà phải sao cái nhà đây sao cái bậc thang lên dưới chân Đà Lạt quá hả? Rồi chở đất đá rồi sao tao đi lên được hai ghe thì sẽ hơi quá nhá. Ơi. Chơi mày ngồi xuống rồi hả? Nó xuống rồi đó hả? Ăn lấy ăn được ăn không? Ăn nhắm ăn được ăn nha. Trời đất ơi. Nó xuống rồi. Mưa luôn à. Không, mình đi ăn cũng được rồi. Cháu mặt quá
Xin ăn mì tương đen nè. Dạ không, không ăn. Con ăn cái bánh pizza chứ ngon lắm không? Không bà chú, không bà chú, con tập thể dục rồi đó. Bây giờ em cho em ăn nhiều mà. Dạ con sẽ cho em heo ra đang tập thể dục. Mới cái 5 phút. Nói ăn kem mập, không có ăn kem dặn. Đừng có ăn kem mập đó. Nó là quay lại. Ồ, 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 thôi, đừng nó mập. Đừng nói vậy. Con thấy em kem hơi mập tí. Nhưng mà con thấy là không muốn cho nó mập. Nhưng mập tí. Uống 2 chút nữa. Mỗi đứa uống chai sữa này nè. Đó, uống mấy nước cam này. Sữa ngon á. Không, khuya quá uống nước cam thầy. Có tiền vô. Ồ, không? Thở rồi đó. Nghỉ rồi. Rồi, Ngọc nghĩ một chút review một chút xíu. Muốn review nhiều hơn. Lúc mà cái chặng đường đi, mà cái chặng đường đi nó khó quá. Cực quá, không có đem, không có cầm cái máy ra quay cho mọi người coi gì. Mỗi 4 đường đó. 4 mình 6 7 cái vali đồ, rồi cái lo 4 đường hết. 80 vali. Rồi đi rồi ra ngoài đường là mưa nữa. Mưa như tầm luôn, không phải mà mưa ấy mà mưa ướt người á. Rồi đi dỗ dài để kiếm quán ăn cho tụi nhỏ nó ăn. Rồi không có quán ăn nhảy vô cái 7-Eleven mua đây nè đây. Mai hứa hẹn một ngày ăn ngày mai cho nó tuyệt vời nữa nha. Rồi để khám phá Seoul chứ còn này giờ chiều nãy giờ đi ngang cũng chưa thấy Seoul gì hết trơn. Mới thấy xe ra chứ chưa thấy xe vô à. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo review Hàn Quốc cho mọi người. Bye bye. Bye bye cả nhà.